cháu sẽ không làm mất thời gian của cô chú nữa. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, đúng không chú? Rất hữu nghị. Cô chú sẽ có sự thật. Nếu như mà bây giờ cô chú đồng ý với giá cháu đưa ra thì đồng nghĩa với việc cô chú phải bỏ tiền để cháu khai báo sai sự thật à? Nếu vậy thì cháu xin lỗi cô chú vì đã làm phiền ạ. Khoan đã, cháu có thể đưa ra thứ gì thuyết phục hơn không? Chú là người bỏ tiền mà, thì cũng cần phải biết thứ mình mua là gì chứ. Chú nói đúng đấy ạ. Bản phun sẽ có đầy đủ tất cả những gì mà cô chú mong muốn. Mẹ cháu nói đúng đấy cô ạ. Cô đừng nghĩ thế, Phương nó mà biết là nó tổn thương lắm đấy. Cháu khẳng định Phương nó không có vấn đề gì với Quân đâu ạ. Đúng là ngày xưa thì Quân nó thích Phương thật, nhưng đấy cũng là chuyện cũ rồi. Bây giờ mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, Quân nó cũng là người đàng hoàng. Cháu thấy nó luôn luôn tôn trọng với Phương đấy ạ. Nhưng đã là chuyện tình cảm thì khó nói lắm cháu ạ. Cô cũng là phụ nữ nên cô hiểu. Biết là chuyện quá khứ, nhưng nó cũng có thể quay lại hiện tại, ảnh hưởng đến con trai cô, nhất là trong thời điểm này. Tôi không nghĩ rằng anh có thể yêu cầu tôi như vậy sau từng đấy chuyện đã xảy ra. Vậy em nói đi, em làm thế là vì điều gì? Vì thương hại à? Tại sao em đồng ý để anh về ở cùng? Anh biết rõ lý do là vì mẹ mà. Có chắc là chỉ vì mẹ không? Rồi khi anh về ở cùng, em đi sớm về khuya, em đi với ai đó, em luôn lý do là vì công việc. Có phải em muốn trả thù anh không? Tôi nghĩ là anh nên nhìn nhận lại mọi vấn đề, xem điều gì quan trọng với cả cuộc đời mình, rồi làm những việc có ích, thay vì cứ đeo bám tôi để cầu xin sự tha thứ. Tôi đang cố gắng với mục đích rất là rõ ràng, đó là vì hai đứa con. Tôi nghĩ anh cũng nên như vậy. Còn cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi không dám nghĩ đến.